Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ review một cái set khá là mới và khá là hot trong game mobile, MOBA PC hoặc là MOBA mobile. Các bạn có thể chơi MOBA này trên PC cũng được, chơi trên mobile cũng được. Ở đây mình chơi trên PC. Thì đây là cái set đồ hôm nay mình sẽ review. Đấy, cái set đồ hôm nay mình sẽ review. Ở đây là bộ gì đây, bộ lởm này. Đây, bộ này sẽ là bộ bộ gốt nha anh em nhé. Bộ gốt. Rồi ok. Bây giờ đi đi bộ ít máu. Và chuẩn bị lên trên kia vừa review vừa PK. Máu đi đúng không? Đây mana. 1, 2, ok. Giờ lên arena nhé. Sủ ở trên đây thì gốt nhiều vô kể anh em ạ. Toàn dân Brazil ở đây thôi. Việt Nam thì cũng ít người mua thôi, cũng không nhiều. Chủ yếu là Brazil thôi. Đấy các bạn thấy sói đẹp không? Xếp hàng luôn. Rồi mình ra đứng ở đây. Ok, đầu tiên sẽ là gì ạ? Là cái cánh này. Không? Cái cánh này có các dòng như nào này? Tăng phòng thủ 7% này đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ mặc hết lên. Cưỡi sói lên này. À, thiếu một con pet nữa đúng không? Tí sẽ về lấy pet sau. Kiếm này. Khiêng này. Mũ này. Đấy mặc hết lên. Ring này. Hai cái ring một cái pet. Đó, đây là cái gậy Mage của Ghost. Còn đây là cái dinh biến hình thôi. Cái dinh này thì là giống với cái dinh đồ full bình thường thôi, nó không có dòng ẩn đúng không? Không hề có dòng ẩn này. Còn ring này là có hai dòng ẩn đây, khi chúng ta đeo đủ bộ lên thì nó sẽ có hai dòng. Đấy. Dòng đầu tiên là dòng thì 2% cơ hội loại bỏ sức phòng thủ đối phương. Ngon đấy, đúng không? Và dòng dưới là gì ạ? Tổng tấn công tăng 3% khi mà sử dụng với cả kiếm. Đây sword đấy. Khi mà ta sử dụng sword này, kiếm này thì nó sẽ được tăng thêm 3%. Hoặc là gì ạ? Hoặc là cái mace, tức là dùng cái này cũng được. Cũng là tăng được 3% tấn công. Ok, còn đối với kiếm và khiên. Kiếm và khiên thì dùng một cái nó cũng tự động nó tăng rồi. Đấy là rất dễ cho anh em phối đồ. Đấy, dùng một cái không cần gì kích hoạt cả, tự động sẽ có 3 dòng này. Tự động sẽ có 3 dòng, đúng không? Restore 2% đam này. Đúng không? Total def, loại bỏ tấn công, loại bỏ phòng thủ 2% này, đúng không? À, đi cùng với cả sói mới được. Đấy, đi cùng với sói mới được chứ không phải dùng một cái được, tức là phải đi cùng với sói này, đúng không? Dòng đầu tiên thì đi một mình được này, dòng thứ hai là gì ạ? Phòng thủ tăng 2% khi mà sử dụng với cả sói hoặc là ngựa, đúng không? Dòng thứ ba là gì ạ? Life recover 2%. Tức là phục hồi sức sống 2% khi mà sử dụng với sói và ngựa. Đây, cho con sói lên cái là sẽ được kích hoạt. Cái này cũng thế này. À không. Đối với kiếm này thì là kích hoạt luôn 3 dòng này, đúng không? Kiếm này kích hoạt luôn 3 dòng. Lần đầu tiên là cộng 15% vào phòng thủ khi mà sử dụng với cả khiên gót đây. Rồi, tổng tấn công thì sẽ là đam ấy, total đam này thì tăng 1%. Đấy. Chuyển hóa crit thành đam là 3%. Rồi, đây là kiếm. Rồi giờ đến sói này. Đấy, giờ đến sói nhá. Giờ đến sói này, lực tấn công cao vãi nhái nhỉ. 913 tới 1018 này. 1018 luôn. Đấy. Rồi nó có ba à đây, con này nhỉ? Quên nhỉ. Đây là kiếm. Kiếm thì mình sẽ nói thêm là tấn công rất là cao. 913 tới 1018 đúng không? Rất là cao luôn. Bây giờ sói, rồi sang sói này. À, sói thì nó có thêm dòng dòng crit đam 4% này. Đúng không? Cộng thêm đam 5% khi mà sử dụng vào thứ hai này. Tức là thứ hai con sói này sẽ được tăng đam. Đấy. Phòng thủ cộng 4% khi sử dụng với cả set Ghost hoặc là set and go. Đấy. Rồi là
bonus thêm với cả bộ quả đét nữa này, sword đét này hoặc là mace đét cho nhân 1 thôi. Rồi cộng 30 điểm phòng thủ khi mà sử dụng với cả wing hoặc là cat bồ gốt đấy, đúng không? Con sói rất là ngon, nhìn rất là đẹp, con sói nhìn đẹp, con sói nhìn đẹp đấy. AD mà Huawei bây giờ cốt lần này design rất là ok này đấy. Cũng có thể là do cái MU của Webgen nó ra cái phiên bản SS15 có con ngựa đấy, cũng là ngựa gốt đúng không? AD có thể dùng cái code đấy để áp dụng cho cái con sói của bên MU này, rất là đẹp. Rồi giờ đến cánh này, giờ đến cánh lực chống đỡ màu tím kìa, 423 đúng không? Tổng tấn công à, tổng phòng thủ này, total defense này cộng 7% này đấy. Tiếp tục dòng thứ hai là gì ạ? Là cộng 2% mà khi sử dụng với cả pedal hoặc cả ring code đúng không? Sử dụng cả ring pen code. Rồi là dòng dưới ở dưới 10% kìa. Là gì ạ? Là tổng tấn công tăng 10% khi mà sử dụng vào thứ bảy Saturday. Đấy. Dòng dòng ẩn tức là vào thứ bảy mới được thôi. Ngày thường thì không được thì và tăng tấn công 10% vào ngày thứ bảy. Rồi là gì ạ? Tổng tấn công 6% mà khi mà sử dụng với cả sói Black, sói Steel hoặc là sói Gold. Đấy. Dòng còn mấy dòng ẩn thì là dòng 7% 3% này khi sử dụng với ngựa này, 7% là gì ạ? Khi sử dụng với ngựa này. Đấy, là tăng 7% khi sử dụng với ngựa. Cao hơn là sử dụng với sói 1%. Rồi là tổng tấn công cộng 3% khi mà sử dụng với cả sói sói vàng hoặc là sói xanh. Đấy, sói vàng sói xanh thì chỉ cộng được 3% thôi. Đấy, attack cộng 5% khi khi thi đấu ở Dark Arena, tức là buổi tối ấy. Hoặc là cái map này là map Dark Arena. Thực sự bây giờ là mình đang chơi ở vòng buổi tối rồi, mình cũng đang đứng ở trên Arena rồi, nhưng có cái mình nghĩ đây là cái map này là cái map khác. Rồi là gì ạ? Cộng 6% đam mà khi sử dụng với sói vàng, sói đỏ và sói xanh này. Đấy. Rồi cái dòng dưới này là cái dòng 5% tăng đam, tăng tiếp 5% đam khi mà sử dụng như là sói sói đen này, sói steel và sói gốt. Đấy, tiếp tục dòng nữa là 3% cơ hội loại bỏ sức phòng thủ đối phương, rất là nhiều đấy. Ok, cánh này cũng là cũng dã man của nó luôn, rất là đẹp. Nói chung là set gốt này rất là đẹp. Rồi cái gậy này cũng thế thôi, giống như kiếm này thôi, giống nhau kể về đa lẫn dòng. Rồi ring thì ok rồi, ring pen ok rồi, ring pen thế là gì? Đây là hai cái là 4%, đúng không? 2 cộng 2 là 4% cơ hội loại bỏ sức phòng thủ đối phương. Cộng thêm 4% đây đó là 8%. Tổng là 8%. Đấy, còn đây là cái này là cái biến hình thôi. Thế thì mình sẽ bỏ sói xuống này, cho cái ring pen vào đây, ring vào đây. Đấy, đây là biến hình. Thì cái ring pen biến hình này thì nó cũng kích hoạt cho cái bộ ring này luôn. Nhưng không kích hoạt khiêng thì đẹp thôi. Nói chung cho cái ring này vào là yếu. Đúng không? Thôi đi. Cho sói lên. Cho ring lên. Ok. Đó. Rồi bây giờ đi chọc nhau tí nhỉ, cho vui. Chọc nhau tí. F8 luôn. Hút máu này. Một, một là chọc gió. Ui, chết còn gì nữa. Làm sao? Sổ nhìn hoành tráng không anh ạ? Nhìn hoành tráng không? Set này là set slow này. Set này là set hiếm đấy. Set này là set phải tung hộp. Phải tung hộp của cái sự kiện Christmas này mới được. Nhưng set này set hiếm. Còn set này là set đi theo cái code thôi, đi theo cái quà Giáng sinh mấy ngày lần lở này chọc cái chết luôn thì đó. Nếu mà PK anh em chơi trên mobile thì là dễ chơi hơn, trên mobile nó có cái auto bơm máu, còn chơi trên PC là chúng ta phải bơm máu bằng tay hoặc là chúng ta phải dùng một cái tool, một cái phần mềm hỗ trợ để bơm máu. Nhưng thường thường thì mọi người đều bơm bằng tay hết, mình bơm bằng tay.
Còn trên mobile ấy thì là mọi người thường thường là có cái auto bơm, là giữ chuột vào cái bình báo block đấy, là tự động nó sẽ bơm tự động, bơm theo dây luôn. Đấy, gold rất là nhiều, nhưng mà tên ở đây toàn là Brazil là nhiều đấy. Toàn tên của người Brazil thôi. Nói chung thì game này cũng là dễ chơi, chủ yếu là mặc cả thời trang thôi. Chết luôn rồi đấy. Búp máu cái. Giá như con này là búp máu sang màu à, màu xanh hoặc là màu gì đấy thì đẹp hơn thì tốt. Steel à, set này set gì đây? Làm à? Chết ngay, nói chung rất khỏe, bộ này là siêu khỏe luôn. Vừa khỏe vừa đẹp. Mình nghĩ là cái bộ này, sau cái bộ này là khó bộ nào có thể ăn được bộ này. Thằng này quay đi chọc mình. Rồi chọc luôn. Chết ngay. Đấy. Bơm máu chết ngay. Úi sổ bơm máu anh em ơi. Thực ra mình BK gà lắm, mình quý BK. BK anh em, BK vừa BK vừa chọc gió vừa vừa xoay kiếm thì ok. Phải ăn sang được mình. Chết ngay, xe này xét lởm. Cuồng sát. À, bỏ ra bỏ xoay xuống để dùng khiên. Xiên cho nó chọc mình cho sướng. Khiên mình là mấy đây? 4 à? 4. Go. À có một con pet ấy nhỉ. Mình sẽ vào mình lấy pet ấy nhỉ. Đấy, chọc này. Chọc đam chưa đến 10.000 luôn. Khó chết. Nếu mà dùng khiên này thì phải đi dùng cùng với cả con pet. Vào đây tìm con pet nữa. Sao mà được. Hero. Thì là quỷ à. Quỷ nó không cho ấy à. Đây ra đây trục tội. Trục tội đơn giản. Hết. Chỗ này chỉ chuyên đánh nhau. Một bên là buôn bán, một bên đánh nhau. Thử đồ, test đồ. Nói chung là admin game này là... Có xong được nhỉ. Hero mà. Phần nhầm mình cứ tích vào cái con lính canh. Mình cứ tích vào thùng đồ này mới đúng chứ. Rồi, có pet đâu nhỉ? Bao mấy đây? Bao 3. Bao 4 à? Đây, pet đây. Còn có pet nữa. Đấy. Mặc em pet này lên. Sẽ tăng cái gì nhỉ? Rất là đông. Con pet này à? Pet này tăng cái gì đây? Tăng đam 2% này. Thứ 6 à? Friday. Friday là thứ 6 là tăng 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 tấn công 7% này. Nói chung là con pet này cũng không khỏe lắm. Con pet này không khỏe lắm. Nếu cũng dòng 2% thôi. HP point. Chung con pet này không khỏe. Pet này được mỗi dòng 2%. Gia tăng sát thương 25-26%. Hấp thụ. Chung không còn khói được. Sói vẫn là vô đối. Rồi quá đẹp luôn anh ạ. Chất luôn. Đấy, bỏ sói xuống này. Dù khiên. Cho này lên. Dù khiên. 4 thủ này. Game này được cái là phải, chúng ta phải biết BK. Vừa đánh như này phải vừa thủ khiên như này. Vừa đánh vừa thủ khiên. Đấy, các bạn chơi mobile thì BK dễ hơn trên PC. Đấy, mobile dễ hơn. Nếu nào mình sẽ làm một clip PK trên mobile cho anh em xem.
Đó. Đi chụp ảnh cái. Xe này sẽ gì đây? Xe này sẽ Halloween. Lên anh cứ zoom ngược lại nhỉ, bố máu cái nhỉ. Đó, cho này xuống cho sói lên. Màn phết đấy anh em ạ. Nói chung là set này rất là ok. Rất là ok luôn. Rất là đẹp. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye. Đừng quên cho mình xin một đăng ký, comment và like cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào một lần nữa.